Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên website của Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, thì khu du lịch này sẽ mở cửa miễn phí đến ngày 19 tháng 11, thay vì là ngày 9 tháng 11 như trước đó đã thông báo. Như vậy là từ ngày 4 tháng 11 đến hết ngày 19 tháng 11, khu du lịch này sẽ miễn phí vé vào cổng, vé biển, vé vườn thú và các loại vé trò chơi. Riêng các trò chơi liên doanh sẽ vẫn giữ mức giảm giá 50% áp dụng kể từ thông báo trước đó. Theo đại diện khối dịch vụ của khu du lịch Đại Nam, việc lùi thời hạn đóng cửa là do lượng khách trong thời gian vừa qua đổ về đây quá đông. Tuy không thống kê lượng khách tăng đột biến trong 3 ngày mở cửa miễn phí vừa qua, nhưng đại diện của khu du lịch Đại Nam ước tính thời điểm này khách đến tham quan đã tăng gấp vài lần so với trước và có thể sẽ còn tăng cao trong những ngày cuối tuần. Thông báo mới của công ty này cũng ấn định thời điểm chính thức tạm ngưng hoạt động là vào ngày 20 tháng 11. Riêng khu kim điện vẫn được mở cửa phục vụ khách bình thường.